Hôm nay là ngày thứ 2 của chuỗi sự kiện siêu to siêu khổng lồ 2 ngày Community Day tháng 12 Pokemon Go 2019. Và hôm nay thì tụi mình sẽ bắt đầu với một cái raid 1 sao của em Eevee, cũng là một trong 22 em Pokemon có trong sự kiện. Và tất nhiên đi với mình hôm nay có Lily và Lano. Cái raid này thì chỉ cần một account cũng đánh được rồi các bạn, nhưng mà đi chung thì phải đánh chung chứ, cơ hội shiny. Với lại thì có thể là các bạn đã thấy hôm nay mình ở một cái nơi những bạn nào ở Sài Gòn thì biết ha, Cầu Ánh Sao. Đấy, cái khu này thì thực sự không phải là một điểm nóng của Pokemon đâu, bởi vì nó cũng khá là vắng ấy, rồi cũng không có nhiều stop và gym lắm, nhưng mà được cái là các bạn thấy là không khí khá là trong lành, với lại có một cái hồ Bán Nguyệt ở đây rất là đẹp, rồi mình có cả nguyên một cái con đường hình vòng cung ở đằng sau lưng mình nè ha. Đó, đi thì những em Pokemon cũng spawn ra khá là đều. Ok, mình vào trận rồi. Đó, em Eevee to đùng nhưng mà chỉ dễ vậy thôi. Ok, shiny check. 1, 2, 3. No. Yo. Wow. Wow. Lily có một em 96 luôn. Còn em của mình thì gần min luôn các bạn. Không thể tin được. Thì sở dĩ mà mình không chọn cái địa điểm một cái công viên đông đúc nhất, ví dụ như là Tao Đàn chẳng hạn, để đi cho ngày thứ 2 ngày hôm nay á, bởi vì là những em Pokemon của Community Day nửa sau của 2019 á, thì mình đã có gần hết các phiên bản shiny rồi, cho nên là mình cũng muốn thử dắt các bạn đi trải nghiệm ở một cái khu mà nó tương đối là nó không có đông đúc á, thì để xem coi nó như thế nào, cái thành quả trong suốt một cái ngày hôm nay nó sẽ như thế nào. Và tất nhiên ở cuối cái video này thì mình cũng sẽ làm một cái gọi là cái tổng kết, cái thành quả, xem là sau 2 ngày Community Day lớn nhất từ trước nay của Pokemon Go mình đã đạt được những cái thành quả gì ha. Ok, ở đây chúng ta có shiny check em Chim Char. No. Em thứ hai không luôn. Trapinch. Nope. Mudkip. No. Mudkip là em này mình chưa có shiny nè, đang rất là muốn em này luôn. Ok, ở đây chúng ta có một cái cụm 3 cái Pokestop, mình thả một cái lùa ở đây. Hồi nãy Lily thả một cái lùa ở đây rồi. Chút nữa mình lên mình thả một cái trên kia luôn. Các em bé khóc nữa. Toadric shiny. Ok, em này thì mình đã có khoảng 4-5 shiny rồi, nhưng mà thêm cũng được. Yeah. Look. Oh yeah. Hello tụi em. Ủa, bên này lên đây luôn hả? Em coi anh nãy quá trời luôn, tưởng anh ở công viên Tao Đàn thôi. Không, qua Tao Đàn thôi chứ. Không, bữa nay anh qua đây thì Tao Đàn qua đi dạ. Rồi, ok. Đây vừa đúng lúc luôn, shiny trick luôn. Em vừa mới có shiny đây. Có luôn. Hôm qua em có. Đâu shiny đâu? 9 con shiny. À đâu 8. Các bạn ơi, vừa gặp Thiện và Lâm cũng thật sự là đang chơi ở đây. Em cô sáng giờ có shiny chưa? Dạ em được 2 con. Em mới vô em được có 2 con luôn. Trời ơi, mới vô mà mỗi người được 2 con. Đây anh được có 1 con thôi tụi em ơi. Ê. Đây là Phúc. Wow. Trời ơi, nãy giờ ngồi có một cái có hai thả luôn có 2 trụ à. Được khỉ mình hồng. Được shiny, Lily được khỉ hồng shiny. Yeah, Chim Char. What? What? Chim Char shiny kìa. Liên tục luôn. Yes. Chim Char shiny. Có một cái trick nữa liên quan tới việc ấp trứng mà không biết là các bạn có biết chưa, thì hôm nay mình nói luôn ha. Thì đây ví dụ như là mình đang có 9 quả trứng, mình sẽ cho vào lòng nhé. Đây là những cái lồng mới hết, toàn bộ là 0 km hết. Nhưng mà vì ngay 3 tiếng đồng hồ giờ vàng này được giảm 1/2 quãng đường ấp trứng, cho nên là trứng 2 km thì chỉ còn 1, và tương tự là trứng 5 km thì được giảm phần nửa, nhưng mà cái lòng Super Incubator là nó đã giảm thêm 30% nữa rồi, cho nên là chúng ta chỉ còn có 1.7 km thôi. Trứng 10k thì còn 3.3 km. Thì đây là những cái hiệu ứng bình thường. Nhưng khi các bạn vào phần Adventure Sync, đây các bạn thấy là cái chức năng mà Adventure Sync á, tức là nó là cái tính năng mà nó sẽ track cái quãng đường hoặc là cái vận động của chúng ta khi mà mình không có bật game lên á, thì game khuyên chúng ta là luôn luôn nên bật cái này lên để mà gọi là có thể tính được cái km mà mỗi lần mà chúng ta vận động này nọ ha. Nhưng mà có một cái trick ở đây là mình tắt cái phần này đấy, và mình tắt nó trong vòng khoảng chừng vài ngày, hoặc là thậm chí là cái lần cuối mình bật nó lên đó là đã là khoảng 1 tuần mấy, gần 2 tuần rồi. Thì để dành tới ngày hôm nay thì các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Sau một khoảng thời gian dài các bạn tắt mà các bạn bật lên ấy, thì tất cả những cái thông tin, những cái data mà chúng ta vận động bằng cái phone này mà mỗi lần có internet á, nó đều được lưu lại hết. Và cái khoảnh khắc mà chúng ta bật lên ngay bây giờ, tất cả những cái km nó sẽ được tràn vào trứng cùng một lúc. Ok, bây giờ để làm cái này cho mọi người dễ hiểu, vô phần trứng ha. Đây, tất cả là đều là không hết và mình chưa hề có di chuyển gì hết. Nhưng mà bây giờ mình sẽ bật Adventure Sync lên right now. Đó, turn it on. Damn. Ok, rồi bây giờ vào trứng nè. Ok, thì các bạn chờ chút xíu, nó cần khoảng 10-15 giây gì đó để mà nó kích hoạt tất cả những cái thông tin, những cái data của cái Adventure Sync nó vào. Hoặc là một cách nhanh nhất là chúng ta tắt game và vào lại. There you go, trứng nở rồi. Các bạn thấy không, hồi nãy là toàn bộ 9 quả trứng của chúng ta đều là 0 km hết nha. Đó, ok, bây giờ sẵn tiện xem nở trứng luôn. Ê, Tarot, 8 trái nữa. Ê, ok. Vô. Trứng 2k là trứng event nè. Nhiều trứng lắm, 9 trái lận. Đó, các bạn thấy không, chúng ta nở cùng một lúc 9 trứng. Đó là cách để làm. Scyther. À, còn quả 2k nữa. Draco. Hết chưa? Magikarp. Ok, trứng nở ra rất là nhiều nhưng mà coi như là nở cũng như không. Ok, đó thì không phải là hack nha, nhưng mà nó là một cái trick trong game mà các bạn có thể kích hoạt cho những quả trứng nó nở cùng một lúc. Shiny check nào. Trapinch. No. Mudkip. No luôn. Ôi, Shiny luôn. Wow. Shiny chim char. Anh khoai tay đụng vô cái Shiny luôn. Ok, hồi nãy bạn này nhờ mình bấm dùm con chim char, tại vì nó đứng chùm với lại Mudkip á. Xong rồi ok, bấm vô Shiny thiệt chứ mới ghê chứ. Ok, chúc mừng em. Còn bán không? Còn bán bán đầu không? Tiên còn em okay. Còn Uncharmon dự phòng. There you go. Bấm luôn anh khoai tay. Còn của anh rồi. Check AV luôn. Ok, không sao. Okay. Xong còn nó có thể đổi tên hình AKT nha. Ok các bạn, tình hình thì dù là không có nhiều stop lắm, không có nhiều gọi là mật độ dày đặc, nhưng mà what? No. Từ đây tới đây mấy bước? 5 bước. 3 bước. Đây 3 bước luôn. Một bạn shiny. Mình đang nói cái vụ là coi như là mật độ stop không nhiều mà nhiều shiny. Thiệt luôn ta ơi. Wow. Tiếp tục luôn, Shiny Trapinch. Và thêm đi thêm được 20 bước nữa nè. Champagne da xanh. Wow. Champagne. Như vậy thì coi như là mini lấp lánh squad của tụi mình ngày hôm nay. Mỗi người ít nhất là có 1-2 con Shiny rồi đúng không? Em dạ. 1 con rồi. Yeah. Lily hồi nãy là có 1 con rồi. Dạ. Không biết Lano có con nào chưa để ra check coi. Đánh rocket giải cứu thế giới. Shiny luôn. What? Got Shiny màu xanh nước biển. Yo. Có Shiny thứ 4 trong ngày. Thấy gỗ. Ok, để coi được shadow nào nè. What? Shadow Zubat. Yo. Có gì Shiny anh? Ê, chim chai 100 ngay đây nè. Ủa? Nè. Ủa? What? Ê, ba. Em coi thử, coi. 574. Đúng rồi, 574. Có không? Chim char 100. Ngay đây luôn. Bắt đại coi thử có thấy có 2 con. 574 có không? Có. 574 100 phút. Chưa em đang bắt. Từ từ. 551. Của em 551. 574 có 1 con 574 vừa mới đây luôn mà. Wow. Really? Yeah. Chim char 100 574. Ê, em đi vòng đi, em move đi, nó hiện ra. Để gọi là ủa Lily đâu rồi, Lily với Lano đâu rồi? Chim chai 100. Oh my god. Đây là thì các bạn, thiệt luôn. Chim chai 100. Đang chơi chưa kịp trả lời. Thằng thoát ra luôn hả? Ủa điên thoát ra luôn mới ghê chứ. Hơ rồi. Là mất luôn. Ủa? Là mất luôn. Ủa sao mất vậy ta? Hơ mất luôn. Wow, một bé Shiny. Mình vừa mới trải nghiệm một cái gọi là một cái trải nghiệm đau đớn đầu đời trong sự nghiệp chơi Pokemon Go. Đó là đã chấm ra được Mudkip Shiny. Mong muốn của cả một cái cuộc Shiny Hunt của ngày CD ngày hôm nay. Loay hoay làm sao bấm lộn nút thoát. Thì bình thường á, các bạn chấm một em Shiny ở trong tự nhiên á, mà các bạn có bấm thoát ra á, thì cũng không sao, tại vì em nó vẫn sẽ đứng đó. Trừ khi nào mà xui lắm là em nó hết giờ ngay đúng cái thời điểm đó thôi. Nhưng mà mình nghĩ là cái em Mudkip hồi nãy á, mà mình để chạy thoát á, là nó spawn ra bởi vì cái incense, cái personal lure của mình, cho nên là vô tình bấm thoát ra cái mất luôn. Nào luôn. Đau khổ quá. Cho nên một kinh nghiệm nha, bạn nào mà có chấm ra được Shiny á, cho dù có bất kể đang làm gì nữa, cứ bắt trước đi rồi hẳn tính nha. Đi chung với mình thì có một số bạn trainers hôm nay level hơi thấp, cho nên là cũng chưa có dịp mà đánh boss 5 sao đúng không? Chưa bao giờ đúng không? Đặc biệt là Terrakion luôn, cho nên là hôm nay rất là hy vọng sẽ giúp các bạn thứ nhất là đánh được cái raid 5 sao này, và thứ hai là sẽ cố gắng mở được Dex cho bạn Terrakion. Ok, thì đây chúng ta có 7 trainers ở đây. Yay, ok. Terrakion đã bị hạ. Bây giờ đi đánh này chỉ có. Như vậy là em này có weather boost. Chúng ta sẽ kiếm 2641 26 không 2583 2594 2594. Khá. Đó. Rồi, đi luôn. Rồi ơi. Toàn bộ đi hết luôn, vậy mới ghê chứ. Hả? Giờ nãy giờ không có ai bắt được hả? Ừ. Ê, chị Lily vẫn bắt được kìa. Vào. Được rồi nè. Oh god. Anh chạy luôn rồi nè. Ừ. Và bây giờ em bấm nữa là nó ra con chim char bên này. Đó. Cái gì? Giờ cảm ơn. Quay lại. Ơi đừng. Yes. Đâu ngựa. Các bạn ơi. Bắt lẹ. Ok bây giờ để bắt lẹ. Trước khi ra chuồng. Mudkip. Hay là mình bắt rồi. Go. Đừng chạy nữa, hồi nãy mất một em rồi. Hey. Có trà. Yes. Mudkip. Shiny. Em chưa được... Finally. Yay. Mudkip Shiny. Rồi cái cảm giác cái này giống như là mình bị rớt bóp xong rồi cái đi lụm lại được vậy đó. Oh my god. Yes. Oh yeah. Shiny Trapinch này thì từ đợt CD trước cũng đã có khá nhiều rồi. Nhưng mà tất nhiên có thêm là cũng sẽ không từ chối. Yeah, con quý này luôn không? Nè, lấy em với lại Mudkip Shiny. Trời ơi, double Shiny luôn các bạn. Không thể tin được. Hai em gái trainer của chúng ta. What the... Oh my god, trời ơi, cái chuyện gì nó đang xảy ra ở cái con đường tơ lụa Shiny. Chính thức mình đặt tên như cái đây là cái con đường tơ lụa Shiny nha các bạn. Vừa vắng vẻ cảnh, vừa đẹp, vừa Shiny một rổ. Không thể tin được. Ok, hồi nãy thì đánh em Terrakion đầu tiên thì tỷ lệ chạy quá cao, cho nên là mình chỉ có mở Dex dùm được cho Tuấn Anh thôi. Cảm giác được con Legendary đầu tiên như thế nào? Phê. Nhưng mà đáng tiếc thì hai bạn Thiện và Lâm thì bị hụt, cho nên là lần này đánh lại thêm một lần nữa. Ok, với hy vọng là lần này sẽ mở Dex luật luôn cho hai bạn còn lại ha. Oh yeah, Lavita Shadow. Bắt nha các bạn. Check IV nè. Ok các bạn ơi, như vậy thì chúng ta đã chính thức kết thúc luôn 3 tiếng giờ vàng của ngày CD tháng 12, ngày thứ hai. Và lần này thì team mini lấp lánh chỉ săn Shiny ở một cái con đường vòng cung. Có 1, 2, 3, 4, 5. Ở bên phía bên này có thêm một cái nữa là 6, nhưng mà tụi mình không có với qua bên đó nhiều. Thì nói chung là tổng cộng là chỉ có 5 stop thôi. Đi lên đi xuống nhiều lần trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Thì đây là kết quả. Phúc em được nhiêu Shiny? 4 Shiny. Lano? 5 Shiny cho Lano. Lily? 10 10 shiny cho Lily. Còn mình thì tính trong ngày hôm nay thôi là bắt đầu tụi em Toadric này nè ha, 1, 2, 3, 4, 5 em shiny. Và quan trọng nhất là có em Mudkip shiny. Oh my gosh, em đầu tiên của mình luôn. Tuấn Anh em bao nhiêu? Dạ, 6 shiny. Hôm qua em đi 3 tiếng ở trên công viên Tao Đàn, lua quá trời này nọ, stock quá trời, được bao nhiêu? Dạ, 3 shiny. Chỉ với con đường tơ lộ này được gấp đôi ngày hôm qua. Em 5 shiny. Em 5 luôn. Lâm bao nhiêu? Dạ, 5 shiny. 5 shiny luôn các bạn. Oh my gosh. Như vậy thì mỗi thành viên của Lấp Lánh Squad ngày hôm nay ít nhất là được 4 shiny rồi. Nhiều nhất là Lily 10 shiny. Kiểu cũng hơi là bất ngờ luôn các bạn. Vì mình nghĩ là ok, tất nhiên là với cái số lượng stop spawn ra như thế này, chắc chắn là sẽ không thể nào mà so sánh được với lại ở công viên Tao Đàn rồi. Nhưng mà một lần nữa thì cái điều này nó khẳng định là cho những bạn nào á, ở những cái vùng mà nó khá là eo hẹp hơn về Pokestop á, thì cũng hoàn toàn là không có gì phải lo lắng các bạn, bởi vì nó là câu chuyện về tỷ lệ và như các bạn thường nói, nhân phẩm. Minimum shiny của Tiny Squad đã tăng lên 5 em, không thể tin được. Bữa nay thì mình cũng đã có mang theo cái máy Nintendo Switch để mà phát box Meltan cho Lấp Lánh Squad. Thì dành cho những anh chị em trainers nào mới comeback lại với game và chưa biết Meltan Box là gì thì nó là một cái cách mà chúng ta có thể sở hữu được những em Pokemon Meltan. Nó là những em này các bạn. Có thể là trong tương lai mình sẽ làm một tập tất tần tật về cái box Meltan này cho các bạn được hiểu rõ hơn. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ đi phát box cho các bạn trainers. Người ta nói là đã là đại hội shiny thì tới nở trứng cũng shiny. Mà cái này không phải account của mình. Thôi nè, sẵn tiện người mới nở trứng ra shiny, bấm dùm luôn nhiệm vụ 7 ngày đi. Đây, nhiệm vụ 7 ngày này mình mở chắc cũng phải 5-6 box rồi các bạn. Chưa shiny bao giờ. Unova Stone. Cool. And then a mysterious Pokemon here. Lily ơi, let's go. No, cần màu nó sậm hơn chút xíu nữa. Okay. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành một event to đùng đoàn. Event ngày cộng đồng tháng 12 trong thế giới của Pokemon Go. Và có thể gọi là chính thức một cái event lớn nhất trong sự nghiệp Pokemon Go của bản thân mình. Rồi, và để tổng kết ra cái thành quả cơ bản, những cái highlight mà bản thân mình đã gặt hái được ở trong event lần này. Đầu tiên phải kể đến đó là một đống shiny. Cái này thì mình đã lọc những em shiny theo dòng thời gian ha. Tính từ em Slide Card đầu tiên, kế bên em Market Cap shiny. Và ngày đầu tiên của sự kiện ngày 14 tháng 12 là mình đã được em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 em shiny cho ngày đầu tiên. Thì đó là vào tập trước mình đã đi ở công viên Tao Đàn, một trong những cái địa điểm gọi là hot nhất Việt Nam này, tính về độ tập trung của số lượng Pokestop cũng như là gyms. Tiếp theo đó là ngày thứ hai, ngày hôm nay thì các bạn cũng đã vừa xem rồi đó. Mình đã cố tình đổi địa điểm qua sang một cái nơi mà nó gọi là nó hơi vắng vẻ Pokestop hơn một chút xíu. Mình cũng được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em shiny. There you go. Như vậy thì tổng cộng là sau 2 ngày thì mình đã săn được tổng cộng là 14 shiny. Và chưa kể là những thành viên khác, những bạn khác đã đi theo mình trong 2 ngày hôm đó cũng đã cực kỳ gặt hái được nhiều thành công. Thì mặc dù là được tới 14 em shiny nhưng mà mình đã bị trùng khá nhiều. Và vẫn còn thiếu 2 shiny, một của Swinub, 2 là của Totodile. Nhưng mà rất may mắn các bạn, mình nói rồi. Săn bắt tự nhiên là một chuyện, nhưng mà phải chúng ta có một chút mối quan hệ. Thì nhờ mối quan hệ đặc biệt mà mình đã dụ trade được với Lily một em Swinub. Đấy, cái em này nè các bạn. Và mình đã tiến hóa lên hẳn Mammo Swine luôn. Được Eevee cũng kiểu 70-80 thôi, nhưng mà cà miệng shiny được rồi. Rất là thích. Rồi thì ở trong video các bạn cũng đã chứng kiến một pha hú hồn của mình. Thì sự luôn, đó là về em Mudkip shiny. Đúng ra hôm nay là mình chấm ra được tới 2 em shiny Mudkip lận. Nhưng mà cái em đầu tiên á, kiểu không biết là nghĩ cái gì các bạn, kiểu ngựa làm sao cái bấm thoát ra. Tính là giống như là quay lại màn hình hay gì, lúc đó mình cũng quên mất tiêu rồi. Nhưng mà kiểu vừa thoát ra một cái là em nó mất luôn. Kiểu lúc đó mình đứng hình luôn các bạn, kiểu trời đất ơi, shiny dâng lên tới tận miệng rồi, kiểu mà còn phun ra lại nữa hả. Xong rồi cũng cố gắng đi tới đi lui cái chỗ đó lại 2-3 phút mà nói chung là mất rồi. Thì mình cũng đã từng nghe trường hợp một số bạn kiểu để chạy shiny kiểu đó, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình trực tiếp mình trải nghiệm cái cảm giác đó các bạn. Trời ơi, nói chung là thốn, nhưng mà rất may mắn, rất may mắn. Mình là cuối cùng cũng chấm ra được thêm một em nữa và chính thức mở deck shiny Mudkip. Ôi, không thôi là tối nay về ngủ mà kiểu chắc tiếc luôn á, tiếc mà. Tiếp theo thì một trong những cái highlight mà cũng cực kỳ mình cảm thấy rất là may mắn đó là đây, em Shiny Bagon Eevee 93%. Thì vào cái ngày đầu tiên á, mình và Lily mỗi người chỉ bắt được một em Shiny Bagon thôi. Và Eevee cực kỳ tạ luôn, còn gì đâu để mất. Thì sau một vài những cái trade bình thường xong rồi mình quyết định là trade hai em này. Bam, kiểu hên tột đỉnh luôn. Rồi ngoài ra thì một số những cái em không phải là Shiny nhưng mà là mình đã trade được Lucky. Đây đó là những em này và Lucky. Đây thì sau cái ngày thứ nhất đó, cái ngày mà mình trade được em Shiny Bagon 93 luôn á, thì mình cũng đã trade tiếp những em Slakoth với Lily. Đây, được một em Slakoth. Oh my gosh, 98% và chút nữa thì mình cũng sẽ tiến hóa em này luôn. Rồi đúng rồi, ở trong event thì mình cũng có trade một em Slakoth nữa. Đây em này. Mình nhớ là trade với bạn Tuấn Anh và mình vừa mới kết bạn với bạn đó luôn. Và mình cũng được biết đó là cái trade đầu tiên trong sự nghiệp Pokemon của bạn luôn. Mà bụp, hai đứa lucky hết. What? Còn gì có thể may mắn hơn được nữa. Mà Ivy cũng ngon lành à. Đây, 96%. Hình như là bạn Tuấn Anh cũng được một em 91 hay 93% gì đó, mình không nhớ rõ. À không, hình như là 98% luôn á. Ê Tuấn Anh, em có coi video này, nhắc anh bên dưới nha. Rồi và cũng trong video này luôn thì nếu như các bạn còn nhớ đã có cái khúc mà mình phát hiện ra em Chim Char 100%. Đây em nó đây. Trời ơi, không ngờ luôn các bạn. Thì bây giờ cũng đã là 6:48 của ngày 15 tháng 12 rồi, tức là cái ngày cuối cùng của event cộng đồng. Bây giờ mình sẽ làm một việc cũng khá là quan trọng, đó là Evo. Những em Pokemon nào có trong danh sách của 22 em Pokemon được lấy exclusive move. Bây giờ đây, mình tạm lọc theo CP. Rồi, đây, đầu tiên mình đã có một em Dragonair 98. Em này thì không phải là mình bắt ở trong event, cái này là mình bắt trước event rồi các bạn. Ngày 10 tháng 12 nè ha, bắt ngoài tự nhiên luôn. Thì bây giờ mình sẽ evo em nó lên Dragonite, tốn 100 kẹo. Ok, và mình đã lấy được chiêu exclusive move Draco Meteor. Tiếp theo thì mình sẽ evo em này Pupiroy. Em này có IV là 96, lên thành Tyranitar để lấy chiêu Wave. No, mình chỉ có 30 kẹo của em này thôi. Cần tới 90 kẹo để lên Tyranitar. Sao bây giờ? Đáng không ta? Em Tyranitar với chiêu độc quyền là Smackdown cũng nằm trong top 3 trong danh sách 22 em đáng để cho PvE. PvP thì cũng có thể là không cần thiết, nhưng mà mình nghĩ là mình cũng sẽ xài kiểu đánh Gym, đánh Rocket, đánh Giovanni gì đó. Ok, đầu tư luôn các bạn. Mình sẽ xài Rare Candy cho em nó. Cần 90 đúng không? Tức là mình sẽ phải tốn 60 Rare Candy. Ok. Chơi luôn. Evo nè. Yes. Wow. Một trong những thời điểm mà mình để dành Rare Candy để mà làm việc cái này. Bam. Tyranitar. Rồi bây giờ thì em Lucky Shiny Bagon 93% này đang rất là phân vân các bạn ơi. Không biết là có nên tiến hóa hay không. Bởi vì mình cực kỳ thích cái màu xanh lá cây, cái shiny form này. Nó mà còn được hội Lucky nữa, rất là dễ thương luôn. Thì theo đúng bình thường á, mình sẽ không bao giờ tiến hóa một em shiny cấp 1 hoặc là shiny baby hết. Mà mình sẽ đợi tới sở hữu một em thứ hai, rồi sau đó sẽ cân nhắc để tiến hóa thêm một em nữa. Bây giờ thì mình chỉ mới có đúng một em Bagon thôi. Sao đây? Nhưng mà nếu như mà không tiến hóa thì sẽ không có được exclusive move. Mà em này Ivy cũng rất là ok luôn, 93%. Nói chung là xài được, chứ không hẳn là chỉ để trưng cho đẹp thôi. Thôi rồi, bây giờ vậy đi. Mình sẽ tự đặt mục tiêu trong tương lai gần sẽ cố gắng săn được thêm một em Bagon Lucky nữa. Săn hoặc là dùng mối quan hệ các bạn. Cho nên bây giờ mình sẽ tiến hóa em nó lên luôn. Let's go. 1, 2, 3. Alright, lên cấp 2 sẽ là Shellgon. Kiểu hình dạng, hình thù đúng mắc cười luôn. Đó, đúng như cái tên gọi Shellgon luôn. Kiểu là một em Pokemon ở trong một cái vỏ bọc. Có cả một cái màu kiểu xanh lợ lợ ha. Rất là hay, màu nguyên thủy là màu trắng. Rồi nè, đây là sẽ lên cấp 3 luôn nha. 1, 2, 3. Let's go. Salamence. Rất là tuyệt vời, rất là đẹp luôn. Mở Dex luôn các bạn. Yeah, 93%. Oh yeah, với hai chiêu Dragon Tail và Outrage. Tiếp theo thì không cần suy nghĩ nhiều, em Chim Char 100. Mình sẽ tiến hóa luôn. Boom. Kaboom. Ladies and gentlemen, we have Infernape 100% IV. Với chiêu Blast Burn Exclusive Move. Rất là thích một cái hiệu ứng vậy nè các bạn, khi bấm vô IV ha. Bam. Ba thanh nó đầy lên hết rồi, xong nó chuyển sang thành màu hồng. Một trong những cái hiệu ứng tuyệt vời nhất trong game Pokemon. Còn thành quả của tất cả các anh chị em trainer thì sao? Share với mình tất tần tật ở bên dưới nha. Nhưng mà có một bí mật thật sự luôn, một cái gọi là một cái món quà và một cái thành quả lớn nhất mà bản thân mình đã gặt hái được trong 2 ngày sự kiện lần này. Không phải là những em Pokemon Shiny, không phải là những em Pokemon 100 IV. Đó là tình cảm và sự đón nhận của tất cả các bạn đã dành cho mình và kênh Hành Trình Pokemon. Mình biết là mình đã nói cái điều này rất là nhiều lần ở trong những video trước, nhưng mà mình vẫn sẽ luôn luôn lặp lại. Rất cảm ơn các bạn, những người đã theo dõi video của mình trên kênh Hành Trình Pokemon và cùng chia sẻ với mình niềm đam mê về Pokemon Go. Noel và một năm mới cũng sắp đến gần rồi. Chúc cho tất cả các bạn và gia đình thật nhiều may mắn trong mọi chuyện và thật nhiều niềm vui. Và bây giờ như thường lệ, nếu như thích những gì mình đang làm thì các bạn hãy cho mình một like. Hãy chia sẻ video này với các anh chị em trainers khác. Nếu chưa thì các bạn hãy bấm vào nút subscribe, đăng ký kênh, tích luôn vào cái chuông nho nhỏ ting để nhận được thông báo sớm nhất mỗi lần mình ra video. Một lần nữa, mình là Ba Anh hay còn gọi là Anh Khoai Tay. Hẹn gặp lại mọi người ở trong một video khác của Hành Trình Pokemon. Còn bây giờ thì bye guys.